ngay 4 điều này nếu như bạn đang có đất trồng lúa và muốn chuyển sang đất ở. Bước đầu tiên là bạn hãy chuẩn bị một bộ hồ sơ để xin chuyển sang đất ở. Bộ hồ sơ này sẽ bao gồm đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất. Bước thứ hai là nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường. Tại đây thì họ sẽ thẩm tra hồ sơ của bạn và thông báo hướng dẫn để giúp bạn hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Bước thứ ba là nộp tiền sử dụng đất theo thông báo của Phòng Tài nguyên và Môi trường. Và bước cuối cùng là chờ đợi kết quả khoảng 30 năm. Còn gì nữa đâu mà khóc vui. Hiện tại thì có rất nhiều idol chia sẻ về cách chuyển đổi mục đích sử dụng này. Tuy nhiên nói một dạng dễ hơn làm. Thực tế thì bạn phải cần rất nhiều điều kiện khác. Tiêu biểu như là mảnh đất đó phải nằm trong khu vực thuộc kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện đã được phê duyệt và công bố. Và còn một điều kiện rất quan trọng nữa mà đã hạ gục đến 99% số người muốn chuyển đổi mục đích. Các bạn thử đoán xem đó là điều kiện gì. Để chuyển đổi từ đất ruộng sang đất ở một cách dễ dàng nhất ấy, thì các bạn thử liên hệ với những idol đó và thuê họ làm xem sao. Còn với tôi ấy, nếu bố mẹ vợ cho vài mảnh ruộng thì thôi, tôi để đấy tôi trồng lan đột biến cho đúng mục đích sử dụng đất nông nghiệp. Theo các bạn thì đất ruộng lên đất ở hết bao nhiêu tiền một mét vuông? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận. Anh ơi, em có miếng đất thóp hậu giá rẻ ở thành phố thì có nên mua không anh? Đầu tiên bạn phải xác định là bạn mua để ở hay là bạn mua để đầu tư. Dưới góc độ về đầu tư, nếu bạn mua để bán lại thì bạn phải xác định sẽ khó thanh khoản hơn, do chính cái tâm lý đa số mọi người đều không thích cái thế đất phong thủy này, dẫn đến chuyện mua bán sẽ khó khăn và phải nằm lâu hơn. Đối với phong thủy thì đất thóp hậu, người ta còn gọi là đất đầu voi đuôi chuột, tức là đằng trước thì rộng và đằng sau thì hẹp. Dáng đất này được đánh giá là nội khí bên trong thì dễ phát tán ra ngoài, không tụ được ở trong nhà, càng đi vào trong thì càng bị thu hẹp, dễ có cảm giác bị tù túng. Dân gian thì thường truyền tai nhau rằng người sinh ra trên mảnh đất này thì thường không có hậu, sức khỏe giảm sút và tiền tài thì tiêu tán. Nhưng lại có ý kiến cho rằng cái dáng đất mà nó hẹp dần như vậy thì mới được xem là tốt, bởi họ quan niệm rằng đất thóp hậu có đặc điểm tương đồng như con tế hưu, một loại linh vật chỉ có miệng mà không có hậu môn, chỉ có ăn vào mà không có thả ra. Điều này làm tôi nhớ đến thằng bạn tế hưu của tôi. Nhờ đó mà tài lộc, tiền của cũng như là may mắn khi đến thì sẽ ở mãi trong nhà của họ, không bị thất thoát ra ngoài. Nếu bạn mua để ở mà không quá quan tâm đến vấn đề phong thủy thì cũng không phải ngại gì cả. Còn nếu bạn mua để xây văn phòng, cửa hàng và cho thuê lại thì bạn sẽ rất có lợi khi chi phí mua đất sẽ rẻ hơn, cũng như bất động sản này sẽ tạo ra dòng tiền hàng tháng cho bạn, sau bán đi thì càng được giá. Nếu xác định mua thì vấn đề quan trọng nhất vẫn là về pháp lý. Còn phong thủy thì là do quan niệm của mỗi người, chẳng may mà dính đến pháp lý thì nguy cơ mất trắng rất là cao. Nếu là bạn thì bạn có mua cái miếng đất này không? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận.